Xin chào các bạn, hôm nay chị Vidya sẽ đọc một cho các bạn con chị Mèo nghe không? Chúng ta có một cái nguồn sản phẩm và một sách hướng dẫn với thương hiệu logo của chị Mèo, gồm có hai thanh kết nối và một loa. Loa này thiết kế theo công nghệ live ở đây, có nghĩa là những loa nó tiếp song song với nhau. Đây là cách kết nối các loa lại với nhau. Sau khi mình kết nối xong thì nó có hình dạng như vậy. Rồi bên trong những mục đích của cái dòng loa này là cho dùng đánh cho live show, những sân khấu nhỏ. Ở đây thì nó có gồm có hai line là mix rồi guitar, hay là cắm các cái thiết bị kết nối micro, các thiết bị ngoài vô theo đường mono. Có jack Canon 6 ly kết hợp chung hai line, và cái bên là một line kết hợp của 6 ly stereo và một line jack AV. Rồi một line cái bên đó là dài dùng cho 3.5. Nó có thể kết nối với monitor, out ra các thiết bị khác. Ở trên này thì có bluetooth. Rồi cái bên là đèn báo nguồn limit, mức báo giới hạn của nó, master tổng. Thiết bị này thì có thể xài điện 120 hoặc 110. Cho sản phẩm này là cung cấp cho toàn cầu nên nó xài được ở nhiều quốc gia. Dòng loa này thì có lợi ích là gọn gàng dễ sử dụng. Thứ hai nữa là mục đích của cái loa này, nó kết được loa ở đây nên nó đánh từ xa, âm thanh đây trong một khoảng trên 5 mét vuông là chưa sức, và nó kết nối được nhiều loa khác.